công sân vượt trên sân thượng. Thì với một cái diện tích của sân thượng thì các anh chị thường làm gì? Thường là chúng ta sẽ ít sử dụng bởi vì nó rất là nắng và nóng, đúng không? Thì hôm nay cùng tham khảo một cái phương án, đó chính là chúng ta sẽ làm một cái sân vượt ngay trên một cái sân thượng. Các anh chị cùng đón xem video này nhé. Chào tất cả anh chị, mình là Hiệp, chuyên thi công thiết kế sân vượt. Cái sân thượng là một cái khu vực ở trên cao ép của một cái căn nhà, nó rất là nắng và nóng. Như anh chị biết đấy, cái sân thượng thì hầu như 100% là cái vật liệu để cấu tạo nó là bê tông cốt thép, cho nên nó hấp thụ cái nhiệt rất là lớn, cũng như là phản chiếu cái nhiệt rất là lớn, cho nên nó cực kỳ là nóng về mùa hè, và chúng ta thường thì ít sử dụng, và nếu mà có sử dụng thì cũng chỉ là sử dụng cái nơi để ta phơi đồ, phơi quần áo mà thôi. Do vậy chúng ta bỏ một cái diện tích của một căn nhà rất là lớn. Thay vào đấy thì chúng ta sẽ làm một cái sân vườn ở ngay trên cái sân thượng của chúng ta, ở ngay trên cái căn nhà của chúng ta, để chúng ta có được một cái nơi để mà chúng ta nghỉ ngơi thư giãn, cũng như là có được một cái cảnh quan đẹp, và cũng như là thêm một cái không gian xanh cho cái căn nhà của chúng ta. Tuy nhiên, để làm nên một cái sân vườn thì chúng ta thường gặp những cái khó khăn sau đây. Cái khó khăn đầu tiên đó chính là chúng ta không biết được cái chi phí như thế nào để làm nên một cái sân vườn. Cái tiếp theo là chúng ta thường không biết ý tưởng, cái phong cách cái sân vườn của chúng ta như thế nào để chúng ta thiết kế lên nó. Và cái cuối cùng đó chính là cái kỹ thuật để mà thi công cái một cái sân vườn trên ngay cái chân thượng. Bởi vì sân vườn trên chân thượng nó cực kỳ là khó, nó phải đảm bảo được các yếu tố như là chống thấm, cùng với đó là kết hợp với các loại cây mà nó có thể chống chọi, nó có thể sống được ở cái môi trường nó nắng nóng như vậy. Và nếu như chúng ta giải quyết được các vấn đề trên, chúng ta có được một sân vườn đẹp ngay trên cái chân thượng của chúng ta sẽ có một cái nơi thư giãn, ta có thể nhâm nhi một tách cà phê hoặc một tách trà vào buổi sáng, cũng như là chúng ta có thể tổ chức những cái buổi tiệc cuối tuần cho anh em bạn bè của chúng ta tới nhà chơi. Và đặc biệt hơn, cái căn nhà của chúng ta nó sẽ mát mẻ hơn, có không gian xanh hơn, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm trạng. Trở về cái chủ đề chính của video này, thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh chị một cái phương án ngay trên cái sân thượng của chúng ta, đó là thi công một cái sân vườn ở trên đó. Cái đề bài của cái sân thượng này như sau. Cái diện tích của nó là 110m², có các cạnh như là chiều dọc thì là 10 và chiều ngang của nó là 11m. Thì cái đề bài yêu cầu là cần phải có một cái sàn ở ngay chính giữa cái sân vườn này để chúng ta tổ chức những cái buổi tiệc, có diện tích là 25m², cháy là 5x5. Tiếp theo là cần phải có một cái căn chòi hình vuông có diện tích là 3x3, 9m², để chúng ta có thể ngồi thư giãn cà phê, nhâm nhi một tách cà phê ngay ở trong cái căn chòi đấy. Tiếp theo đó chính là có một cái hồ cá koi diện tích là 15m². Cái sân vườn mà có một cái hồ cá thì đầu tiên đó chính là cái cảnh quan của nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Cái tiếp theo nó sẽ điều hòa được cái không khí xung quanh cái sân vườn của chúng ta. Và cuối cùng đó chính là những cái tiểu cảnh được bố trí xung quanh cái sân vườn. Và một điều cũng rất cần thiết trong cái yếu tố thi công sân vườn, và mình cũng thường tư vấn cho khách hàng, đó chính là một cái khu vực để chúng ta trồng rau sạch, để chúng ta phục vụ những cái bữa cơm trong gia đình. Thì tuy nhiên với cái diện tích rất là nhỏ như thế này thì chúng ta không thể trừ quá nhiều diện tích để mà chúng ta trồng rau, bởi vì nó còn liên quan đến cái tỷ lệ của sân vườn. Với cái phương án là làm giá 3 tầng để trồng rau thì nó rất thích hợp với cái sân vườn này. Thì xíu nữa mình sẽ cho tất cả anh chị xem về cái phương án cũng như là cái ý tưởng để mà mình thi công thiết kế trên một cái sân vườn trên sân thượng. Thì đây là một cái sân thượng trên một cái căn nhà, và cái diện tích của nó là 110m², chiều ngang là 11m và chiều dọc là 10m. Thì bây giờ cái đề bài là mình cần phải thiết kế một cái sân vườn vào đây để cho nó có cái cảnh quan đẹp hơn, cũng như là nó mát mẻ hơn nhiều so với mà bê tông nó hắt nặng, nó hấp thụ nhiệt. Và cái dữ liệu tiếp theo đó chính là cái sân vườn này thì cần phải có một cái sàn gỗ có cái diện tích là 25m², 5x5 như trên hình ảnh đấy, nằm ở ngay chính giữa cái sân vườn này để làm nơi tiếp khách cũng như là tụ tập anh em bạn bè ở dịp cuối tuần. Đó là những cái yêu cầu của chủ nhà đề ra. Tiếp tục chủ nhà lại yêu cầu là cần phải có một cái căn chòi hình vuông có diện tích là 9m 3x3 để chúng ta ngồi uống trà hoặc là chúng ta ngồi cà phê buổi sáng ở đây. Và để đẹp hơn cho cái căn chòi này thì ở ngay cái sàn thì mình đã thiết kế một cái bồn hoa hình tròn, nó ôm trọn cái căn tròn, và phía trước là cái ghế ngồi, chúng ta có thể để những cái bàn ghế. Và tiếp theo đó chính là một cái hồ cá. Thì sân vườn khi có một cái hồ cá thì cái cảnh quan tổng thể nó sẽ mát hơn, cũng như là nó sẽ điều hòa được cái không khí cho cái sân vườn của chúng ta. Tuy nhiên cái hồ cá này trong sân vườn thì nó chiếm chi phí rất là cao nhất trong các hạng mục sân vườn. Và đây là cái dàn để mà mình trồng rau làm 3 tầng. Cái nhiệm vụ của cái dàn trồng rau 3 tầng này, cái thứ nhất là có thể trồng rau, cái thứ hai là nó che cái phía sau là những cái bình, những cái bồn nước mà chúng ta để trên cái sân thượng.
Và tiếp tục là một cái giá để chúng ta có thể thấy rằng là cái giá này thì mình làm để trồng các loại cây dây leo cũng như là loại cây nho, cùng với đó là các cái tiểu cảnh được bố trí xung quanh cái sân vườn này. Cái tiểu cảnh thì mình sử dụng các loại cây đơn giản thôi để dễ chăm sóc và cũng như là có cái giá thành mà nó rẻ nhất. Cuối cùng, làm thế nào để chúng ta có được một cái sân vườn đẹp? Thì đầu tiên chúng ta hãy tham khảo các cái sân vườn khác. Ta có thể tham khảo qua hình ảnh và chúng ta có thể tới trực tiếp tại các cái sân vườn để chúng ta tham khảo. Từ đó chúng ta sẽ có được cái ý tưởng để mà làm đến một cái sân vườn của mình như thế nào. Bước tiếp theo đó chính là chúng ta hãy vẽ phác thảo cơ bản. Thì ở cái bước này chúng ta nên sử dụng một cái tờ giấy trắng A4 và một cái bút chì để chúng ta vẽ phác họa cơ bản cái sân vườn của chúng ta. Thì cơ bản ở đây nó có nghĩa là gì? Đầu tiên là chúng ta hãy phân cái vùng công năng của sân vườn của mình. Thì khu vực nào là chúng ta bố trí hồ cá, khu vực nào chúng ta bố trí căn chòi, cũng như là khu vực nào chúng ta bố trí để chúng ta để xe hoặc là đường đi. Tiếp theo đó chính là chúng ta hãy tham vấn về cái yếu tố kỹ thuật để mà thi công lên một cái sân vườn. Và nếu như chúng ta thực hiện các cái bước ở trên thì chúng ta sẽ có được một cái sân vườn đẹp đúng với cái mong muốn, đúng với cái yêu cầu của mình. Ở video đến đây mình xin kết thúc, xin hẹn gặp tất cả anh chị ở video sau. Ở cái video sau thì mình sẽ bật mí về cái chi phí để mà làm lên một cái sân vườn mà hồi nãy giờ mình đã demo cho tất cả anh chị xem.